Why? Eh, so add girl. Đó quá. Đó chưa à? Rồi quay đi. Thấy chưa? À xin chào các bạn, đấy là cành lớp chúng tôi chuẩn bị, đây nó không mấy để học. Đây là cành ra lớp của lớp chúng tôi. Đây là bạn Hoàng Ngọc. Anh ở trên đi. Rồi rồi. À đây là cảnh là các bạn 12A2 đang chuẩn bị lên phòng máy để học máy chiếu môn văn của cô chủ nhiệm. Một cảnh rất là tấp nập. Gió cửa quá nhỏ nên là không thể nào mà đi ra một lúc cùng nhiều người được. Vậy, đấy, đồ. Rồi chúng tôi xin kết thúc tại đây.